Và quý vị thân mến, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với khu vực phỏng vấn của Chico Tiến Công. Xin mời Chico Tiến Công ạ. Xin chào các bạn, hiện tại thì Chico đang đứng kế một mỹ nhân xinh đẹp của chúng ta, đó là cái gì? Thì không biết là cái gì mình chia sẻ vì ngày hôm nay là trang phục mình mặc là như thế nào, thì ngày hôm nay cô đồng rất là đẹp luôn. Quá khủng khiếp, thật sự mà nói để mà đối đầu với ai thì sự không biết luôn á, nhưng mà trong dàn mỹ nhân thì người thân nhất với Lan Ngọc, tại vì hai người đã
thể cho chúng ta để chia sẻ về người của Ngọc với những diễn viên đó? Chắc là Ngọc may mắn nhất quá là trong dàn diễn viên này là Ngọc đã được làm việc hết với tất cả mọi người luôn. Ví dụ như là sẽ là Phương Anh Đào là một cái nhân vật rất là mới trong cái vũ trụ và tạo nên của nhà Casino, nhưng mà cái nào những cái người này không chỉ mọi người sân khấu điện ảnh cũng như là học tài luôn, Ngọc luôn gọi là sao ta lớp sau đó còn Ngọc là lớp trước thì bé Ngọc đã nói là danh sách đã đang chờ. Bye.